Đây thì cái vườn này thì người ta vận chuyển là bằng xuồng nha mọi người. Giờ đối với những cái vườn mà lớn á, khi mà quy hoạch vườn thì người ta sẽ tính đến cái chuyện mà vận chuyển khi thu hoạch ha, để thu hoạch nó nhẹ công hơn, nó nhanh hơn. Thì đa số người ta sử dụng bằng xuồng ha, tại vì đất ở miền Tây nó cũng rất là dễ lèn, cho nên là xe rùa hay là xe máy vô trong clip trong vườn thì nó rất là khó, rất là dễ mà dẻ đất ha. Cho nên việc mà vận chuyển bằng xuồng thì nó ưu việt hơn, nó tối ưu hơn. Còn đối với miền Đông thì có thể là xe máy hoặc xe máy cày, người ta có thể là chạy trong cái clip, tại vì miền Đông đất nó cứng hơn, nó không dẻ. Còn đất miền Tây nếu mà xe mà chạy vô trong clip thì nó thể dẻ lèn đất. Với lại là đất ở miền Tây thì diện tích nó không được lớn, cho nên là khi mà lên clip nó nhỏ mà mọi người. Lên clip mà để mà xe máy chạy vô giữa clip được thì nó khó lắm. Miền Tây đất chật người đông mà làm cái diện tích như vậy thì trồng không được nhiều ha, cho nên là người ta trồng cây khích khoảng 3 mét một cây, 3 mét 3 mét rưỡi gì đó tùy vườn, có vườn trồng 2 mét mấy thôi. Nhưng mà để tiện việc vận chuyển thì mình chuyển bằng xuồng. Thì đối với vận chuyển bằng xuồng này thì chỉ cần một người cắt thôi, một người cắt một người chuyển. Đây, camera camera kim kim tài xế chở mít, rồi kim luôn tài xế bơi xuồng đó. Nói chung thì nếu mà làm theo kiểu này thì chỉ cần khi thu hoạch mít thì chỉ cần 2 người là đủ, một người cắt thì một người dưới xuồng đó, cắt trên clip cho mình lăn xuống xuồng rồi cứ vớt lên thôi. Thì hôm nay cũng vườn hết trái rồi, chủ yếu dát vườn thôi mà nói chung giá lúc này thì cũng nhiêu cũng được chứ cũng không cần nhiều đâu. Chị chủ vườn thôi, giá lúc này rồi nhiêu cũng được. Rồi, em xin kết thúc video tại đây để chuyển mic lên nha mọi người. Em xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video sắp tới.